Chúng ta sẽ nói về đội tuyển U22 Việt Nam. Sự nghiệt ngã luôn là một phần của bóng đá và hôm qua rất nhiều những cầu thủ trẻ của chúng ta đã trải qua thất bại. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là nghiệt ngã nhất trong sự nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu của các cầu thủ trẻ. Nhìn lại trận đấu, chúng ta không thể không phủ nhận rằng U22 Indonesia dù có những lúc họ có may mắn đứng về phía mình thì họ hoàn toàn xứng đáng với tấm vé vào chung kết. Điểm nhấn đầu tiên ở trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia chính là hai pha ném biên mạnh như pha tạt bóng bằng chân của số 12 Ahan vào vòng cấm. Và U22 Việt Nam đã để thua hai bàn từ những tình huống như vậy. Một pha ném biên từ cánh phải và một pha ném biên từ cánh trái. Mỗi lần để thua, U22 Việt Nam đều san bằng tỷ số. Đầu tiên là Văn Tùng với pha đánh đầu hiểm hóc nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 5 tại SEA Games lần này. Sau khi số 12 Ahan phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, U22 Indonesia chơi với 10 người, U22 Việt Nam có được bàn san bằng tỷ số 2 đều với tình huống đá phản lưới nhà của Amiruddin. Dù vậy, ở phút bù giờ thứ 6, từ pha phản công, Tofani dứt điểm ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-2 cho U22 Indonesia. Với kết quả này, U22 Việt Nam sẽ tranh huy chương đồng với U22 Myanmar, U22 Indonesia tranh huy chương vàng cùng U22 Thái Lan. Bàn thua phút cuối xảy đến vì đội hình còn non trẻ, gồm nhiều cầu thủ U20 nên bản lĩnh cũng như kinh nghiệm chưa đủ nhiều để đưa ra những quyết định chính xác vào thời điểm quan trọng. Dù sao, tôi cũng hài lòng với các cầu thủ. Họ đã chiến đấu hết mình. Tôi đã yêu cầu họ thay đổi tư duy, chủ động chơi bóng và tấn công. Giải này cho thấy họ đã tiến bộ. Chúng tôi đã chơi tốt trước Indonesia rất mạnh. Thưa quý vị, sau một thất bại như trận đấu ngày hôm qua, thường thì chúng tôi sẽ dành thời gian phân tích chuyên môn, đúc kết những bài học, đặt ra những câu hỏi vì sao trong khi lợi thế về quân số có ở trong tay mà đội bóng lại có thể thiếu đi sự tỉnh táo để bị thủng lưới theo một cách như vậy, vân vân và vân vân. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng hôm nay có lẽ chưa phải là lúc thích hợp để làm điều đó. Vì đừng quên, SEA Games với các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn chưa kết thúc, vẫn còn trận tranh hạng 3 trước mắt. Hãy để họ cháy hết mình một lần nữa và tích lũy thêm nhiều bài học nữa cho chặng đường phía trước.